Dạ, bà chú ở đâu? Có dạ, bà cô chú. Dạ, bà chú khỏe không? Bà cô chú khỏe không? À, chúc bà cô chú cuối tuần sao? Chúc bà cuối tuần vui vẻ. Vui vẻ năm mới. Năm mới gì cũng à, em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. À, Sài Gòn tối hôm nay ngày 26 tháng 11 năm 2022. À, chúng ta đang có mặt đây là con đường tháng 1 là 2023 rồi. À, là đường Trần Hưng Đạo ngay góc Bùi Viện nè. Rồi thấy xe cộ quá trời đông. Cuối tuần ở Sài Gòn người ta đi dạo vòng vòng ra trung tâm rồi đi hóng mát. Hôm nay thì em dẫn anh chị và các bạn cùng bạn đồng nhỏ đi tham gia của bạn đồng nhỏ đi dạo vòng vòng đồng vòng Sài Gòn. Hôm nay thì không có sự tham gia của Nị. Nị đâu rồi đồng? Mini đám cưới rồi nên ra mình đi dạo với đồng thôi. Nãy giờ là đồng chơi đánh cầu đổ mồ hôi quá, giờ đi đi vòng vòng cho nó mát mẻ. Cái con đó nhả luôn thằng lằn luôn hả? Cái màn hình của con thằng lằn cô đó nhả ra con thằng lằn luôn hả? Đó cái chú này đó nè. Xe cộ đông quá. Mình đang chạy trong làn xe đạp con đường Trần Hưng Đạo. Mình đang đi xe điện nè, nhưng mà xe điện tốc độ không bằng xe máy, là đi trong đây cho nó chắc. Đường xá này đông quá. Sắp tới Noel rồi ha. Chúng ta đi một vòng để thấy đường phố trung tâm trang trí như thế nào. Thường thì gần tới Tết Tây, mỗi năm mình tới Tết Tây là có trang trí vòng vòng các đường phố, rồi xong mới tới Tết Ta cũng trang trí nữa. Tết Ta là gì ạ? Tết Ta là con đi học nghỉ được nghỉ Tết nhiều đó. Tết Ta là Tết Việt Nam, còn Tết Tây là Tết nước ngoài. Ở đây là khu siêu thị Nguyễn Kim nè. Nè, đã hả? Mua cái gì hay là cái là máy hút bụi á. Nên ba không dám mua. Chúc mừng khai trương Big Ben Nguyễn Kim. Nguyễn Kim. Ồ, đây là khai trương cái gì? Khai trương gian hàng mới hả? Khai trương iPhone. Khai trương iPhone. Ngay đây là ký con Justin với Trần Hưng Đạo. Nhà khoa sao giống khách sạn vậy? Nhà khoa giống khách sạn, nhà khoa cẩm tú. Rồi tới luôn. Mỗi năm thì đường phố Sài Gòn trang trí ngày Tết, Tết Tây cũng như Tết Ta được sự tài trợ của Vạn Thịnh Phát và các tập đoàn bất động sản. Năm nay thì không biết có tập đoàn nào hay không ha. Sao kêu ba gì? Thằng nãy nói là ba người ta đi nãy giờ rồi, sao ba không đi? Hả? Thằng nãy người ta đi nãy giờ rồi đó. Ba quên. Ba coi nãy giờ. Hồi đồng nhỏ nói đèn xanh rồi nãy giờ ba không chịu đi. Vắng người là đúng rồi. Bên đây là tòa nhà trung tâm trạm điều hành của trạm metro. Tàu ngầm metro. Tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm đi dẫn chúng ta đi đâu? Dẫn chúng ta đi suối Tiên. Suối Tiên. Suối Tiên rồi. Suối Tiên. Suối Tiên. Suối Tiên gần Việt Nam không? Gần. Suối Tiên gần với Sài Gòn không? Tối nay thì mình đi vòng ra chỗ Lê Lợi ha.
Ôi Lê Lợi này chắc là đông quá. Thôi vòng ra chỗ bến Bạch Đằng đi. Anh Lê Lợi hiện đang có cái chương trình lễ hội ẩm thực, nhưng mà khi mà anh chị và các bạn xem video clip này thì chắc là lễ hội cũng nghỉ rồi. Tại, ba không cho con đi. Phải kết thúc từ kết thúc ngày vào ngày 27 à. Chơi ngày 27 rồi. Mai 27 đúng rồi đó. Đi chưa? Vòng vòng ở Sài Gòn, đường phố Sài Gòn thì gần tới tới Tây rồi, nhưng mà chúng ta thấy chưa có trang trí gì hết à. Nguyên đoàn khách nước ngoài nè, người Tây đang chờ xe qua đường. Đi vòng tới công trường Mỹ Linh rồi đi vòng qua trung tâm Lê Thánh Tôn rồi đi về. Đi ở đâu mà? Họ đi thì biết con đường mới. Uống cà phê bán nè. Hả? Uống cà phê bán nè. Chỗ này uống cà phê bán nè. Cà phê Highland. Highland. Hỏi bác khỏe không? Về bác Quỳnh với bác Vinh. Đúng rồi, bác Vinh nữa, đúng rồi đó. Bác Vinh là bác mập đó hả? Không nói bác mập. Bác bự bự hả? Đúng rồi đó. Hôm nay mình cùng bạn đồng nhỏ đi vòng nói chuyện lung tung vui vui thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt cái video clip này. Đi dạo mát không gió để thấy cuộc sống sinh hoạt ở Sài Gòn buổi đêm nó như thế nào. Buổi tối người ta đi đạp xe đi vòng. Đạp xe đi vòng vòng chơi nè. Tập thể dục. Có đánh răng chưa? Rồi. Đây chúng ta quẹo qua Tôn Thất Đạm nha. Đây có quán bar Hàn Quốc nè. Nhìn đẹp phải không? Đọc đọc chữ gì, đọc chữ gì được không? Chữ quả gì rồi. Đồ chữ kỳ vậy. Radio. Đúng rồi. Không biết. Xin chào tiếng Hàn Quốc rồi sao? Nhớ xíu. Đại học gì nãy đi ngang trường đại học gì? Trường đại học. Đọc không kịp rồi. Hàn Quốc. Ngân hàng. Đúng rồi. Rồi sao có đèn, la dê luôn ghê. Đúng rồi. Các bạn nào nhỏ đi vòng vòng Sài Gòn từ lúc 2 tuổi tới bây giờ là... Đâu 3 tuổi chứ. 3 tuổi. Tới bây giờ là 7 tuổi rồi. Rất là quen thuộc. Ở đây là đâu biết không? Bến Bạch Đằng. Ồ. Gần cầu Khánh Hội. Trời ơi, đồng biết cầu Khánh Hội luôn. Qua công ty Vi nè. Đúng rồi. Hồi đó đẩy đồng đi vòng vòng nhưng mà đồng chưa biết nói. Nói ú ớ. Anh vợ cái gì cũng biết hết rồi.
buổi tối ở bến Bạch Đằng này rất là đông vui ha. À, nó uống sữa kêu mà nghĩ gì, ấy đừng có chụp lá cây là có gai là con bị đứt tay hay không? Bà có là ba mua gai ăn thật đi. Thôi chi? Để nào con ông nó vô để nó ăn thịt luôn. Thôi. Dạ? Nó ăn thịt mình luôn rồi sao? Thế thì sao? Nó bự lên ăn thịt mình sao? Là ước mơ sẽ thành sự thật. Hả? Là ước mơ sẽ thành sự thật. Ước mơ sẽ thành sự thật. Coi coi có mấy cái tàu gỗ chạy ta. Coi 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 tàu gỗ đâu. Tàu gỗ bên kia ba. Chó. Ờ quá trời con chó luôn kìa. Ba thôi. Ờ ba con luôn. Ở hồi nhỏ công viên chưa có công viên Bến Bạch Đằng chưa có làm lại á, đồng hay ra đây chạy xe đạp rồi ngắm tàu, lâu đi xe thăng bằng đó chứ, lâu rồi không có đi ra đây buổi chiều ha, đi ra đây buổi chiều đạp xe, đi xe bây giờ chạy xe scooter mà nó dí theo vợ. là nó bự hả? Ừ. Bữa nào đi tàu nữa không? Ngày này bữa đi. Đi tàu đi đâu? Đi Vũng Tàu. À. À, buổi tối người ta ghé công viên người ta để xe đây uống nước nè. Đây. À, ủng hộ cho chai nước rồi giữ xe miễn phí không có tính tiền, nhưng mà thấy cơ quan chức năng tới là thua luôn, là mà nay mới chạy á hả? Ở đây cấm đậu xe mà nhưng mà cuộc sống thì biết làm sao. Khách nước ngoài qua đường rồi. Wow, kìa người ta qua đường kìa. Nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Khách chừng nào có lương thì đi xem. Ồ, đây đang làm gì vậy ta? Ồ, đây đang làm gì đây? Chuẩn bị Tết. À, chuẩn bị Tết, nhà xưa xưa kìa. Nhà cổ. Ồ. Hình như là... Mấy tình hôn cũng là nhà, đúng không? Ồ, nhà cổ. Ôi, trong chơi miễn phí luôn em. Ừ, nhà dưới quê luôn á. Hả? Mấy người bảo vệ đứng đây cũng cũng thua luôn. Đây cấm đầu xe phải không? Quá trời. Ồ, đây chuẩn bị làm hội chợ gì vui nha. Duy tu, đơn vị duy tu. Bữa nào lấy xe cốt tơ ra đây chạy không? Giờ bữa lấy xe cốt tơ ra đây chạy thử coi. Bữa nay là thứ bảy, tối thứ bảy ra các cơ quan chức năng người ta nghỉ. Đây là gì vậy? Đây được bán. Hả? Thư viện. Thư viện. Phải không? Phải thư viện không? Phải mấy người sách hả? À đúng rồi, cuốn sách. Có viện đi đây. Ờ đúng rồi đó. À đây có nước gì đây, đọc chữ rồi. Bye.
gì nữa? Xăm dứa sữa. Đá me. Đá me. Rồi chữ cuối cùng là gì? Gì đấy? Rồi đó. Mẹ. Summer bike. Ở đây không có chỗ gửi xe. Ở đó. Mai coi cũng được. Mai còn hết rồi. Rồi ngay bến bến Bạch Đằng, bến tàu bến có chương trình gì á? Nhưng mà ở đây không có chỗ gửi xe nên đâu có vô được. À, đi tới chỗ gửi xe, đi lại tới chỗ này á là mỗi giờ là xỉu luôn á. Thôi mình đi ngang thôi, tối mai có mi rồi ra chơi. Cái móc nè, cái móc cho tao dựng lại nè. Gọi là cái neo. Neo. Ừ. Cái mỏ neo chứ không phải là cái móc. Con đố quá này nè. Cái gì đây để dặn để dặn con ốc. Cái gì để dặn con ốc hả? Cái chìa khóa. Sai, có lẽ là cái cờ lê. Cái cờ lê. Rồi có gì nữa không? Có gì đố nữa không? Cái ống thông gió đó. Cái cờ lê để làm cái ống thông gió ở đâu? Nhà giam có cái ống thông gió đó. Ở đâu? Ở trong nhà giam bạn. Trong nhà giam hả? Trời sao không biết nhà giam ở đâu ghê vậy? Bữa đồng đi Phú Quốc á, rồi tới cái nhà giam á, thấy phải không? Dạ. Nó cứ quành lên luôn á. Đó, đây chúng ta quẹo qua con đường Hai Bà Trưng nè. Nè, cá mẹ cá con cá ba rồi. Đâu? Đó. Nhà hàng Hokkaido có biểu tượng cá mẹ, cá con, cá ba. Ba con cá là con lớn. Đó là quá. Chúng ta quẹo 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 quẹo. Bốn con nhỏ, một con lớn là sao? Bốn con cá nhỏ, một con cá lớn. Ở đây thì quẹo ra bạc hai áp. Lưng. Chăm kiếm đường quẹo qua lên Anh Tôn. Ra quá trời Tây. Đông, đường quá trời đông luôn kìa. Sara Hotel là gì? Hotel là gì? Sara Hotel. Mà hotel là gì? Hotel là... Tiếng Việt là gì? Ta quẹo qua đây công trường Lam Sơn. Đây là... công trường Lam Sơn. Dí bà. Hả? Dí bà. Có cây đàn, cây đàn thiệt lớn. Bên đây có dãy chung cư. Hả? Khuôn nhà kìa. Sao? Đó là khuôn nhà đó. Nhà hát. Không phải. Đây cây cắm thế. Cái gì kia bản gì? Khuôn nhạc. Cái nốt nhạc. Khuôn nhạc hả? Ai nói là khuôn nhạc? Cô thì cô dạy hát. Cô dạy hát. Khách sạn đẹp không? Đẹp. Vô anh vô thử không? Sao bà cắn vậy? Đâu có mà đâu có cắn gì đâu. Và ở trên là quán cà phê. Con đường Hai Bà Trưng quá trời đông. Rồi chúng ta quẹo qua. Quẹo qua công trường Lam Sơn nè ha. Phía trước khách sạn Bạc Hai Át.
khách sạn 5 sao rất là đẹp ở trung tâm Sài Gòn này. Ồ, khách sạn dẫn động luôn. Có không? Cái này khách sạn nha. Vậy hả? Cái này có khu cho người tập tạ luôn á. Vậy hả? Trời. Có thấy cái đồ chạy bộ mình biết tập tạ rồi. Diễn gì nữa cơ. Qua đây là khu khách sạn Intel, khách sạn Continental. Continental. Khách sạn hơn 100 năm tuổi ở Sài Gòn. Đái ướt đồ luôn. Vài bữa nữa sẽ cái bùng binh cây liễu sẽ được lập lại, được làm lại, tái hiện lại. Hả? Nếu bữa nào mấy nhà đi ra đây uống đầu nói ra Continental để uống cà phê. Đây ngủ cà phê cũng rất là mát mẻ ha. Rồi dọc dọc theo hành lang khách sạn này rất là đã ha. Ở Sài Gòn cái nét đặc trưng là ngồi vỉa hè từ 5 sao cho tới 1000 sao. Quán nào cũng ngồi vỉa hè, là vỉa hè rộng là được sự yêu thích của thực khách. Giờ đang đá banh. Tao quẹo qua đây. Ồ, qua đây chắc đông dữ à. Đông con không thích nha. Đông ba con không thích. Bị kẹt xe. Trời ơi. Là qua đây. Qua đây thì chặn đường rồi. Rồi thôi chắc cái clip xin tạm dừng tại đây. Và hình ảnh ở vòng vòng trung tâm để anh chị cập nhật ở Sài Gòn đang có sự kiện như thế nào ha. Hả? Cái gì nó bắn lên nè. Cái đồ chơi mà. Rồi đồng cái ban bà cô chú ở đâu? Hẹn gặp lại ông bà cô chú trong video clip tiếp theo. Rồi ba anh chị và hẹn gặp lại chú anh chị và các bạn một ngày cuối tuần rất là an lành, hạnh phúc.